Hello, xin chào tất cả mọi người, mình là Mobile Việt. Thì ở trong clip này mình dự định làm cái con tướng mới ra đó, Click Nack đó. Click Nack. Rồi, thanh niên kia đang giữ cư rồi. Mình là xin vị trí đưa đi đường kinh công. Không biết thanh niên kia có nhả hay quá. Khóa rồi. Thanh niên kia chắc chắn là pick tướng tướng khác. Ủa, lại còn là cross kìa. Xin rồi, hỏng hết việc. Rồi, pick khác đi để mình pick nào. Rồi, hay quá. Được rồi. Rồi, chờ một tí nữa là... Nói chung là mình pick bây giờ thì bị anh em chửi cho sấp mặt. Nên gần cuối mình mới pick. Mình chỉ cứ xin đường tôi đi đường kinh có kinh công thôi. Để chờ một tí anh em ạ. À, thanh niên này mới quay được Phoenix. Rồi, pick tướng thôi. Pick tướng rock luôn. Đó, đợi giây cuối cùng không ai chửi luôn. Chắc nó vào chửi thì tôi cũng xong rồi. Cố đánh. Anh em có thể thấy mình khá là chẩu. Đội hình thì hai bên thì cái chung là khá là ngang thôi. Thì mình thì có Felix đi rừng nên không cần AD. Như vậy thì tốt hơn, có nhiều tướng không chế. Cách đánh của mình trận này sẽ là đi đường lên cho cái con tướng Click Nack bọ cánh bạc này. Bọ báo tử hay còn gọi là xên bọ hùng đấy. Và cách lên đồ của mình đó chính là lên đồ full hồi chiêu. Giáp và máu. Nói chung là một siêu nhân luôn. Và vừa khỏe vừa mạnh. Nó xứng đáng được mấy cái danh hiệu là Sên Bọ Hung. Sên Bọ Hung có sức mạnh gọi là cân cả tất cả đội hình mạnh nhất của thế giới. Rồi Kakarot, rồi Kadix, rồi các kiểu đều không đánh được Sên Bọ Hung. Đó, anh em có thể thấy sức mạnh của Sên Bọ Hung là như thế nào. Rồi, không biết có bị mắng không đây. Cầu mong là chẳng ai mắng mình. Rồi bác Bella đứng im, không biết chắc đang mắng mình đây. Đừng phọt ra câu gì nặng quá, mình mất tâm trạng một đánh đấy. Ặc bọn trẻ trâu không đấy. Thôi, sorry anh em. Rồi mình muốn làm video này quá nhưng mà đi đường này thì con bọ nó là sát thủ đi đường nên mới đi lần đầu nên chắc chắn là bị chửi rồi. Vì chẳng ai đi sát thủ đi đường mà bị không bị chửi cả. Một nhất là con bọ này. Con tướng mới ra. Butterfly thì thấy rồi. Mình không sợ cái con này đâu. Mình né chiêu của nó. Xong mình bắn chiêu thôi. Né chiêu và bắn chiêu một vào người nó. Nó dùng cái chiêu mình nào vào có chiêu 2, có level 2 đã. Đợi level 2 mình sẽ gọi là tiêu diệt thanh niên Maloc này. Bình tĩnh thôi Maloc ơi. Bình tĩnh mà chơi. Uầy, một lớp giáp dày vật vã thế kia. Uầy, đây là con tướng mới nhất anh em. Đó, sập. Xong lại té. Uầy, làm gì mà nóng vậy. Thanh niên rất là nóng. Thôi quất đi, có chiêu là mình quất rồi. Không phải xoắn, chắc chắn lên bảng điểm số rồi. Mình xiên cho là chết này. Đó, tốc bộc phá là chết luôn. Bằng trụ bắn rất đau. Thôi ăn xong con quái này là về thôi. Uầy, chưa hồi chiêu. Mình thôi hết cả team các bạn ạ. Tình trạng là dạo này hai bị nhồi máu cơ tim nhập viện nhiều lắm. Anh em cứ chơi kiểu này thì sớm muộn gì cũng phải nhập viện thôi. Phải ác dã man. Rất thích cả mình. Cái đồng chí mà đâu rồi, đồng chí Click Nack team bạn Zika Quang trận trước mình chôn Toro gặp đấy, được Pentakin cầm Click Nack cướp rừng này. Kết quả là bạn này sẽ lên bảng đánh số thôi. Đó, sự trả thù của ngọt ngào của chú bọ. Đổi mạng hơi lag một tí. Đó, binh đỏ nó nhảy một tí thôi, không sao cả, vẫn chiến tốt. Chỉ sợ cái bệnh hôm trước thôi, cái bệnh này thì mình ok. Rồi, tốc độ bay sẽ đập cánh mà ra hỗ trợ anh nha. Rồi, thêm làm vị trí sát này. Có mạng cho mình rồi. Thêm làm vị trí sát này. Đó, đấy, có mạng rồi. Ăn rồng thôi anh em ơi. Ăn rồng. Con rồng hơi chạy xa, nó chạy lại bây giờ. Chết ngay mà.
Wow, cả team bị làm choáng. Rồi ok, đã xong con rồng. Ôi ôi ôi, bỏ nó bắt đồng đội mình. Bắt đồng đội mình rồi. Mạnh thế nhỉ. Nhưng mà tuổi gì so với bọ này mới gọi là bọ chuyên nghiệp nhá. Với là xin bọ không thực thụ nhá. Bọ đấy thì chàng lởm thôi. Đó, các bạn có thể thấy. Cần hết. Tiêu diệt hết, lại sơi hết, tái hết. Rồi thằng mắt lóc đầu. À, xong chưa cuối nhá, mình sẽ quay lại thịt nó. Thịt luộc. Sao nổi trình. Mà lốc mà gặp những tướng như kiểu con clip nắc này thì không có cửa thắng đâu anh em ạ. Đó. Dễ như ăn bỡn thôi. Dễ như chơi thôi, 6 mạng rồi. Ôi, sao 6 mạng mình gắn hết vậy. Có chiếu luôn. Ăn quá nhiều mạng. Cái này là không phải mình cay nhất anh em đâu nha. Anh em cứ bảo mình cay nhất, mình tội mình lắm. Oan ức. Oan thì nở anh em ạ. Oan không biết cửa nào mà kêu oan giải oan đây. Đúng sao? Đã xanh như thế này thì phải quất hết luôn. Và đi hỗ trợ anh em nhiệt tình, không cần pha. Chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Ôi dê, xông lên, tất cả xông lên anh em ơi. Xông lên. Ngoài. Nó chạy với trụ rồi, giá bắt thái thanh niên ở dưới. Thên này. Hay quá. Có mạng của Thên rồi. Có mạng của Thên rồi. Rồi, hay quá, Vayna được mạng rồi. Thôi về, ôi, ông Malok cũng đẩy đường kìa. Thôi về thủ đã. Về thủ đá anh em ơi. Cứ bình tĩnh nhá. Anh em mà xông lên thì bị với team nó giết đấy. Không có sên bọn hung như bảo kê. Ui. Hình này là một tướng tăng còn cứng cáp như thế này. Anh em có thể thấy con bọ cánh cứng hay còn bọ cánh bạc này. Mạ một lớp bạc rồi rất là mạnh. Nào AD là thôi té thôi. Dọa thế thôi. Rồi Malok này. Đó các bạn thấy diệt Malok rất đơn giản. Con này chuyên trị tăng của anh em ạ. Tăng châu đâu gặp cũng chết hết. Và cái tốc độ săn mồi thì vô địch thiên hạ rồi. Sao phải xoắn nhỉ. Thôi mình chạy thôi, xoắn thật đấy. Xoắn thật đấy, bay chạy mất. Anh ấy không đuổi được, hơi bị ức chế. 8 mạng rồi. Rồi có mỗi chửi lúc đầu, bây giờ không chửi nữa. Chắc thấy mình xanh chắc không chửi nữa. Mà mình đi đánh nhiệt tình hỗ trợ anh em này còn chửi mình nữa thì bó chiếu bạn thật. Rồi xong đây anh em ơi. Anh em có thể thấy sức mạnh của cách nguyên đồ này. Và chắc chắn là click nắc lên tăng sẽ trâu hơn là lên đam anh em nha. Mình cám chắc 100% như vậy luôn. Cầu ở băng trụ quá đơn giản luôn. À thanh niên này xong rồi, tìm bạn không thấy đâu cả. Em nhìn thấy nó bay rất tê, có cả đệ tử bọ con ở xung quanh luôn. Đúng rồi, con này thì cảm thấy mình là một cái món hời trong cho anh em một cái trò liên quân combine này. Giá thì cực là rẻ hơn những vị tướng khác rất là nhiều, nhưng mà rất là mạnh, quả đánh rất là phê. Anh em mà chỉ con này duy nhất là anh em chỉ biết cần biết cách dùng chiêu cuối thôi. Anh em đập đất mà tung cánh và đập đất thuận tay ý, nghĩa là thành thạo rồi thì sẽ đánh con này rất là dễ thôi. Một con tướng có lối đánh rất là dễ. Rồi này thì giết đồng đội anh này lên bảng đến số hết đi. Anh em cứ lên đồ theo mình nhá. Lên đồ theo mình để ở bên dưới đấy. Đánh rất là trâu, rất là sướng luôn. Đánh kiểu này phăng băng trụ rất là sướng, gành rất là sướng luôn. Anh em có thể thấy đi lên là rất là bá đạo rồi. Mười lăm bốn tỷ số rất chênh lệch và 10 mạng cho bọ cánh bạc ăn kinh công luôn. Cả hai tướng có tốc độ ăn kinh công gần như nhanh nhất nên con bài. Cái con này nên tăng nên có khả năng solo được kinh công nhá. Mình trận trước mình đánh vào phút thứ 9 mình nên full tăng và vẫn solo kinh công bình thường.
bởi cái nội tại của chiêu thứ nhất. Rồi bắt cái Kai này, Kai này. Bắt này. Bắt này. Rồi. Thế thôi, chú bắn mình là bạn có tha hồ mà thời gian mà diệt. Rồi mình xanh rồi, bây giờ kéo anh em lên. Và mình rất cần cái bùa xanh này. Rồi, rồi 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 lại có đấu tranh rồi. Thì bạn đánh nhau liên tục và nói chung là cơ hội cho mình ăn mạng. Rồi, Kayla có mạng. Tiếp tục đồng đội có mạng, hỗ trợ cũng liên tục rồi. AD đâu nhỉ? Không có AD rất khó phá trụ. Còn Kai nó có khả năng phòng thủ rất là tốt. Rồi, này thì phòng thủ này. Rồi may quá có Pena bút máu rất là sướng. Anh em có thể thấy căn Nendo đánh rất là phê. Cứ Nendo theo mình mà anh em thử nha. Mình không nói điều đâu, anh em cứ thử rồi biết sức mạnh của nó. Đánh rất là sướng. Có anh em bảo là cái cách Nendo tăng thì không hợp với mức danh cao thủ, anh em hơi bị nhầm đấy. Con này nên tăng rất là trâu. Anh em nào chơi vương giả vinh diệu thì biết rồi. Nakoruru nên tăng rất là trâu. Bởi vì con này sát thương từ chiêu kỹ năng rất là to rồi. Kỹ năng chiêu cuối và chiêu 1 sát thương rất to. Và đòn nội tại thì cũng được tăng đam nữa. Vì vậy nó quá dư sát thương rồi. Cái cần nhất bây giờ nó là cái sự chống chịu để nó có thể dùng kỹ năng được nhiều trong combat. Nếu không anh em nên full sát thương mà bị làm choáng một phát thì tôi xác định là nên bản điểm số ngay. Rồi anh em nào mà trụ thì cứ kiểu là nhảy chỗ cuối vào. Xong bay chiêu 2 ra. Ôi thôi 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 thôi. Ui. Bỏ chiếu. AD nó bây giờ bắn mạnh thế nhở. Ôi vãi. Mình cứ nghĩ là còn ít giáp thôi. Hóa ra là giáp phép. Giáp phép của cái dây chuyền Choi. Huân chương Choi. Thế là chết hai mạng rồi. Cứ chết thế này thì mất MVP mất. Không được MVP rồi. Nhưng mà 12 mạng hỗ trợ 11 này, chết hai này. Đánh kiểu con tướng này thì không tránh khỏi việc bị giết rồi. Đó là tướng lao vào và xông vào trước mà. Đó là tiền đạo. Phải mở combat trước anh em ạ. Rồi rồi các bạn ơi. Đánh không đợi tin thì này, ok thua đấy. Quất nè, phải quá gì nào ơi. Gì nào ơi. Hai người làm chậm thì bọn nó chạy thế nào được. Hôm trước có mình anh em bảo mình là đi lên con này ở danh cao thủ mình đi luôn. Và chứng minh anh em thấy là cách tiền đồ rất là mạnh. Đi lên thì không còn món đồ rừng. Và mình sẽ thay bằng cái găng tay để biến không nồ anh em ạ. Khá là trâu. Thôi nào anh chị em ơi. Hãy ăn game rồi. Để mình còn up video. Bây giờ là hơn gì rồi. 5 giờ rồi. Ôi tập trung nào đẩy phát cuối anh em ơi. Tập hợp. Toàn đội tập hợp đẩy đường. Này. Này thì gãi ngứa này. Nó cũng kinh lắm đấy. Kali nó thủ đường kinh quá nữa không thì nhà team bạn xong thì nấu rồi.
May quá mình biến khổng lồ kìa anh em. Bọ khổng lồ, bọ khổng lồ, bọ khổng lồ, bọ cánh bạc khổng lồ anh em ơi. Wow, wow, wow kìa. Rồi hết khổng lồ rồi. Phá trụ rồi anh em ơi. Cả ly nó thủ kính quá, cố lên Phoenix ơi, cố lên. Rồi, hoan hô. Cuối cùng thì cũng giành chiến thắng rồi. Anh em có thể thấy là cách nhân đồ full tăng khá là mạnh. Và Phoenix sát thủ và Click Nack sát thủ đi đường cũng khá là ok. Và video của mình đến đây hết rồi. Chúc anh em một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ và chuẩn bị một tuần mới làm việc hiệu quả. Video của mình đến đây hết rồi. Bye bye.